Đây là chiếc chuông vàng có cái tên là Manipura. Manipura này là chuông cổ, vành chuông dẹt ra hai bên so với những chiếc chuông thường cái có vành nó vòng tròn và dẹt như thế này. Chuông vàng này á, dùng để hỗ trợ cho trị liệu viêm xoang, đau đầu và mất ngủ, giảm stress, giúp cải thiện sự tập trung cao độ hơn và lắng nghe sóng âm tiếng chuông Manipura. Và xoay sóng âm.